chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến quân đội mỹ là quân đội hùng mạnh nhất thế giới hiện nay tuy nhiên thường thường chúng ta chỉ biết về quân đội mỹ thông qua các vũ khí hiện đại của họ tuy nhiên ngoài vũ khí trang bị còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến quân đội này cũng rất thú vị trong chương trình hôm nay Tôi xin tổng hợp lại một số thông tin về quân đội Mỹ để quý vị tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, Quốc khánh nước Mỹ là vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1776, nhưng quân đội Mỹ thì đã ra đời từ trước đó một năm. Vào mùa xuân năm 1775, người Mỹ muốn tấn công người Anh ở gần Boston, nhưng họ biết rằng muốn làm vậy thì trước hết cần phải cấu trúc lại tổ chức mới, mới có thể đối đầu được với những người lính chuyên nghiệp của đối phương. Vì thế, vào ngày 14 tháng 6 năm 1775, Quốc hội lục địa thông qua một nghị quyết chính thức thành lập quân đội. Một ngày sau, Washington được bổ nhiệm làm tư lệnh và nắm quyền chỉ huy quân đội của ông ở Boston vào ngày 3 tháng 7 năm 1775. Về quân số, hiện nay quân đội Mỹ có hơn một triệu binh sĩ, gồm một nửa đang hoạt động thường trực. Nửa còn lại là các thành phần dự bị của vệ binh quốc gia và dự bị động viên của quân đội. Nếu đặt tất cả các binh sĩ quân đội Mỹ vào một thành phố, thì thành phố ấy sẽ lớn thứ 10 nước Mỹ về dân số. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, lực lượng vũ trang Mỹ có 1.369.532 người đang phục vụ và 850.880 người trong 7 thành phần dự bị. Tổng số có hơn 2,2 triệu người trong lực lượng vũ trang Mỹ. Còn số này là nhiều hơn dân số của Wyoming, Vermont và Alaska cộng lại Sau đó Bị ảnh hưởng bởi chính sách cắt giảm ngân sách Nên năm 2015 Quân số của quân đội Mỹ giảm xuống Còn khoảng 1 triệu 042.000 người Trong quân đội Mỹ Có một điều sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người Đó là cấp bậc phổ biến nhất Lại là các chuyên gia Theo thống kê trong toàn bộ lực lượng vũ trang Thường trực và dự bị Trong năm 2015 Quân đội Mỹ có đến 264.890 người Được gọi là chuyên gia con số này chiếm hơn một phần tư quân số. Trước đây quân đội Mỹ từng có hệ thống thứ bậc cho chuyên gia từ chuyên gia 4 đến chuyên gia 9. Nhưng điều này đã bị loại bỏ vào năm 1985. Thay vào đó, người ta gọi chung bậc chuyên gia 4 để chỉ những người sẵn sàng nhập ngũ và từ chuyên gia ra đời từ đó. Nói cho dễ hiểu, các chuyên gia là những người dự bị thường trực, luôn sẵn sàng bổ sung cho quân đội nhất nhưng họ còn có đặc điểm riêng biệt nữa là họ có thể làm thuê cho bất kỳ việc gì mà quân đội đang cần nhưng đang thiếu nhân lực. Cũng như nhiều quân đội khác, quân đội Mỹ cần rất nhiều nhiên liệu. Trong Thế chiến thứ hai, để hỗ trợ cho một người lính trên chiến trường, quân đội Mỹ sử dụng một ga lông nhiên liệu một ngày. Còn ngày nay, họ cần tới hơn 22 ga lông nhiên liệu cho một người lính một ngày vì quân đội sử dụng rất nhiều phương tiện. Một ga lông tương ứng với khoảng 3,7 lít một báo cáo năm 2008 của quân đội Mỹ cho biết, họ đã mua vào 880 triệu gallon nhiên liệu cho các hoạt động của mình trong năm đó. Như vậy, một năm quân đội Mỹ đốt hết hơn 2 tỷ lít nhiên liệu các loại. Nói đến hoạt động hỗ trợ binh sĩ trên chiến trường, gần đây quân đội Mỹ đã đưa vào sử dụng robot mang vác đồ cho binh sĩ, rất hiện đại và tiện lợi. Tuy nhiên, ý tưởng về robot phục vụ quân sự thì đã xuất hiện từ hơn nửa thế kỷ trước. Vào năm 1968, Lục quân Mỹ đã phát triển một con robot to lớn với bốn chân được gọi là chiếc xe đi bộ. Con robot này đủ khỏe để mang một chiếc ô tô và có thể đi bộ với vận tốc 5 dặm một giờ. Tuy nhiên nó chưa bao giờ được sử dụng trong thực tế vì để vận hành nó rất khó khăn mệt mỏi. Màu sắc bộ quân phục lục quân Mỹ hiện nay là do George Washington lựa chọn năm 1779. Qua nhiều năm, lục quân Mỹ đã thử hàng loạt kiểu màu sắc nhưng vào năm 2010, họ lại quay lại dùng các đồng phục theo thiết kế màu sắc mà Washington đã lựa chọn từ hàng trăm năm trước. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là trước Thế chiến thứ hai, phù hiệu ở ống tay áo của binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 45 của Mỹ có biểu tượng chữ thập ngoặc. Nó là một biểu tượng phổ biến của thổ dân Mỹ trước đó. Tuy nhiên trong Thế chiến thứ hai, với việc quân đội phát xít Đức sử dụng phổ biến huy hiệu đó nên Sư đoàn Mỹ đã bỏ biểu tượng này. Một điều đáng lưu ý nữa là hầu hết các tổng thống Mỹ đều từng có thời gian phục vụ quân đội. Trong số 44 người từng là tổng thống Mỹ, có đến 31 người từng tham gia nghĩa vụ quân sự. 24 người trong số 31 người đã phục vụ trong quân đội hoặc dân quân, nay gọi là vệ binh quốc gia. Mặc dù việc từng tham gia quân đội không phải là điều kiện để trở thành tổng thống Mỹ, nhưng nhiều tổng thống Mỹ đã tiến lên đến chức vụ này từ những vị trí trong quân đội. Chẳng hạn, Washington từng là một anh hùng chiến tranh. Roosevelt cũng đã nhận được huân chương danh dự cho thành tích ở đồi San Juan. Cũng giống quân đội ở nhiều nước, quân đội Mỹ sở hữu rất nhiều đất đai. Nếu gộp lại các nơi mà họ sở hữu, diện tích đó còn lớn hơn so với Hawaii và Massachusetts kết hợp lại. Theo thống kê, quân đội Mỹ sở hữu 15 triệu mẫu đất trên khắp nước Mỹ, tương đương với khoảng 24.000 dặm vuông không chỉ có nhiều căn cứ quân sự ở trong nước. Nước Mỹ cũng là nước có nhiều căn cứ quân sự ở ngoài nước nhất thế giới. Hiện nay, ít nhất Mỹ có căn cứ đóng tại 74 nước trên toàn thế giới. Tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới có các cửa hàng cung cấp hàng hóa dịch vụ cho quân nhân Mỹ. Điều đặc biệt là các cửa hàng này không chấp nhận lưu hành tiền xu bởi vì chúng quá nặng nề và tốn nhiều công vận chuyển. Được hai đại dương bao bọc Mỹ đã chú trọng phát triển hải quân từ rất sớm. Nói về sức mạnh của hải quân Mỹ, một trong những biểu tượng của nó là những siêu tàu sân bay. Mỗi tàu sân bay là một căn cứ khổng lồ nổi trên biển với sức mạnh hỏa lực kinh khủng. Chẳng hạn siêu tàu sân bay năng lượng hạt nhân USS John Stennis với chiều dài 333m có sức mạnh không quân lớn hơn không quân quốc gia của 70% các nước trên thế giới. Bởi vì con tàu này mang được đến 90 chiếc máy bay gồm cả máy bay cánh cố định và trực thăng. Trong khi đó, theo tạp chí hỏa lực toàn cầu, toàn bộ không quân của Đan Mạch chỉ có 84 chiếc máy bay, hoặc không quân Cuba chỉ có 80 máy bay. Trên các đại dương và vùng biển quan trọng, Hải quân Mỹ đã triển khai những tàu nghiên cứu. Trong số đó, có một con tàu đặc biệt, có khả năng hoạt động theo cả chiều thẳng đứng và chiều ngang. Nó được gọi là FLIP, tức là từ viết tắt của cụm từ Floating Instrument Platform, con tàu này có hai cửa trong tất cả các phòng của nó. Một cửa dùng khi con tàu nằm ngang, còn cửa kia dùng khi tàu thẳng đứng. Hải quân Mỹ hùng mạnh như vậy, tưởng chừng không ai dám đụng vào. Tuy nhiên đã có một nước dám vuốt dâu hùm, bắt giữ tàu của hải quân Mỹ. Nước đó là Triều Tiên, vào năm 1968. Nước này đã bắt giữ con tàu gián điệp mang tên USS Warplow của Mỹ. Ngày nay, con tàu này bỏ neo trên một con sông ở bình nhưỡng và phục vụ như một điểm thu hút du lịch mặc dù là đất nước rất giàu có tiềm lực quân sự hùng hậu nhưng hải quân mỹ vẫn duy trì hoạt động các tàu bằng gỗ các tàu này được đóng bằng gỗ sồi gỗ linh sam gỗ bách và nhiệm vụ của chúng là để quét mìn trong các vùng nước quan trọng sống còn kể từ ngày lập quốc đến nay nước mỹ đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến tranh xung đột Họ từng gửi lực lượng vũ trang ra nước ngoài hơn 300 lần. Nhưng điều ít người biết là về mặt chính thức thì đất nước này mới chỉ tuyên bố chiến tranh trong năm cuộc chiến. Đó là cuộc chiến 1812, cuộc chiến Mỹ-Mexico, cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha, Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Mặc dù tham gia nhiều cuộc chiến ở nước ngoài và cả Thế chiến thứ hai khốc liệt, nhưng cuộc chiến mà Mỹ mất nhiều nhân mạng nhất lại là nội chiến Nam Bắc. Trong cuộc chiến đó, ước tính số quân nhân bị thiệt mạng lên tới 750.000 người. Đây là một con số tổn thất lớn nhất trong tất cả các cuộc chiến tranh mà quân đội Mỹ từng tham dự. Và một điều thú vị nữa là nếu nói đến bao cao su, quý vị và các bạn thường nghĩ ngay đến chuyện phòng the. Tuy nhiên trong quân đội Mỹ, loại bao cao su không bôi trơn lại là một phần của túi đựng dụng cụ sinh tồn tiêu chuẩn cho lính dù. Xin các bạn đừng vội nghĩ đến việc quân đội Mỹ chủ trương dùng tình dục làm phương pháp xả xịt chết cho binh lính. Điều đó là có, nhưng với loại bao cao su không bôi trơn thì tác dụng của nó không phải dùng cho hoạt động này. Một trong những chức năng chính của nó là có thể làm dụng cụ để chứa nước, chứa được tới một lít nước hoặc để bao bọc nòng súng hay các thiết bị cần được chống ẩm. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một vài điều thú vị về quân đội Mỹ để giúp quý vị tìm hiểu về lực lượng quân sự hàng đầu thế giới này. Chương trình hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.